Lý do Lisa Blackpink bị cấm sóng ở Trung Quốc, còn những thành viên khác sẽ như thế nào? Thông tin liên quan đến nữ thần tượng Hàn Quốc gốc Thái Lan Lisa Blackpink có nguy cơ bị cấm sóng vĩnh viễn ở Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, trưa ngày 1 tháng 11, nhiều blogger xứ Trung đã đăng tải hình ảnh cho thấy tài khoản Weibo hơn 10 triệu lượt theo dõi của Lisa tại Trung Quốc đã chính thức bay màu. Đồng thời, tài khoản fan club chính thức của cô trên mạng xã hội Weibo cũng biến mất không thấy tăm hơi. Khi người dùng nhấp vào đường link dẫn đến tài khoản Weibo của Lisa sẽ hiển thị thông báo tài khoản này hiện không thể xem được nữa do có khiếu nại rằng nó vi phạm pháp luật, quy định và các điều khoản liên quan đến công ước cộng đồng Weibo. Được biết, chỉ có tài khoản fan club của Lisa tại Trung Quốc mới gặp trường hợp này, trong khi tài khoản fan club của 3 thành viên còn lại nhóm Blackpink vẫn hiển thị bình thường. Điều đó càng khiến netizen tin rằng phía Trung Quốc đã bắt đầu ra tay xử lý những hệ lụy ảnh hưởng từ vụ lùm xùm của Lisa đến bộ phận khán giả trẻ, đầu tiên là xóa tài khoản mạng xã hội của nữ thần tượng ở đất nước tỷ dân. Trước đó, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, người hâm mộ đồng loạt chỉ trích hành động Lisa biểu diễn thoát y. Nhiều phụ huynh lo ngại việc cô chấp nhận biểu diễn trong quán rượu thoát y sẽ tạo nên tiền đề cho nhiều fan hâm mộ nhỏ tuổi học theo. Đồng thời, điều này sẽ tạo ra hệ lụy nguy hiểm như cổ vũ những quán rượu thoát y tương tự phát triển kinh doanh.